tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Như vậy là câu đầu nãy là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, là từ xưa đến nay như thời các đức Phật ra đời tới bây giờ luôn là nuôi dưỡng chắc chiêu đó quý vị. Vì chúng sanh mà đức Phật với các vị tổ vị thầy mới lên xuống liên tục để mà đi vô hóa chúng sanh, để cho nó thoát thì cái khỏi sanh tử, là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, là mà hồi xưa nay là nói chung là cũng các vị thánh vị Phật xuống để mà giáo hóa, để giúp đỡ cho dân chúng. Nay tận diệt lập đời trở lại, tận có nghĩa là hết, tận có nghĩa là diệt hết, tận diệt có nghĩa là diệt hết á, chứ không có chừa một cái mạng nào hết. Nhưng mà chừa những người tu, những người có cái đức, những người mà có ăn chay niệm Phật làm lành giữ giới, những người hiền có hiếu với cha mẹ, những người nó còn sống lại, nó tận diệt chứ cũng còn cái gì đó nha, chứ không phải là diệt hết nha. Nếu diệt hết thì người tu cũng chết hết, tiêu hết thì còn gì. Bởi vì là thấy biển khổ đau an lòng đặng, nó xong thì ra cứu vớt sanh linh. Như mình là có cái, đúng ra là mình phải tiêu diệt hồi năm Bính Tý rồi, ngày tiêu diệt hồi năm Bính Tý, đến năm nơi nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm máu đều, sao chẳng thế không lo chẳng lụy, để đến việc gian lưng mà chịu đó. Hồi năm Bính Tý năm 1936 là đáng lẽ ra là tiêu diệt, là cỡ đó bệnh dịch chết dữ dằn lắm. Nếu người xưa, người sống ở đó mà tới bây giờ còn sống là những người đó kể lại mới. Tôi có chút tâm sự để nói cùng quý vị, nhờ quý vị thông cảm và bổ chứng cho những cái điều sơ sức cho tôi được hoàn mỹ hơn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cũng sự học hỏi cũng kém cỏi, nhưng mà biết nhiêu thì nói nhiêu, biết gì thì nói cái nấy, còn không biết thì xin thưa quý vị chỉ dẫn dùm. Tôi thành thật cảm ơn nha Nam Mô A Di Đà Phật. Như tôi coi trên YouTube quý vị, hôm nay là nói với những người làm YouTube nha, những anh em làm YouTube, mong với anh em YouTube cũng thông cảm giùm. Như hồi thở xưa đức thầy đang trị bệnh ở tổ đình, cái có một đồng đạo mới hỏi là đức thầy, như là có ở xóm trên có một cái mối đạo để ra, như vậy là đạo đó là đạo chánh hay đạo tà vậy thầy? Vậy cái đức thầy mới không nói nghe đâu, cái đạo đó là chánh hay tà. Nhưng mà đức thầy nói gì nè, còn ăn tiền là tà, còn bỏ tóc xỏ để đầu đanh là tà, còn ông lên bà xuống là tà. Là quý vị nên nhớ, còn nếu mà quý vị là làm YouTube, đâu phải là một hai người coi, hàng trăm hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người coi, mà quý vị quay cái điều chánh đáng để chia sẻ cái lý tu để cho mọi người tu, là quý vị là phước sanh vô lượng. Còn ngược lại, quý vị quay đồng bóng ông lên bà xuống, làm những việc mê tín cho người ta tin theo ta tu, quý vị sẽ mang cái tội là vô lượng. Cái đó là nó đảo ngược, nó có hai mặt, một là sanh phước vô lượng, hai là tội vô lượng. Nếu mà tội nhiều quá thì thôi rồi, không có đường nào để mình sống được kiếp sau, hay không có cơ hội để kiếp sau nữa. Nó quý vị là thấy, nếu mà quay cái điều chánh đáng nên quay để truyền bá giáo lý của Phật của thầy ra để cho mọi người nghe tu là tốt lắm. Còn nếu mà để cho người ta mê tín, để người ta đau khổ những kiếp sau này, thì quý vị nên dừng. Tôi khuyên như vậy đó. Còn nếu mà anh em nào thấy khó chịu thì thôi đừng coi. Còn nếu thấy tôi nói đúng thì nên chia sẻ với nhau để mà mình cùng nhau đi trên con đường Phật Pháp, để cùng nhau tiến tu, sau này gặp hội, lập hội Long Hoa, gặp Phật, gặp Thầy, để chúng ta còn tiến lên cái cõi khác nữa, còn sung sướng hơn nữa, chứ không phải cái cõi đau khổ này như gì là đâu quý vị. Như tôi bữa đó
tôi lên mạng tôi coi cái bên Thụy Điển nó bị động đất nó sập xuống á, là thấy người dân nó chạy thiệt tình, là tôi nhìn rồi là tôi thấy tôi đứng hình, là thấy sao thấy dân chúng sao đau khổ quá. Mình là cũng một người ở trong cái cõi ta bà này chứ không phải tốt lành gì, nhưng mà thấy bên kia ha, là những người ta đau khổ là mình tự nhiên thấy cõi lòng nó bất an, là tại sao mình sống cái cõi đời này lại đau khổ như vậy, mà mình không biết cách nào để mình tránh né, mình tu hành để cho nó uyển chuyển cái thi cơ này, để nó tới rồi ha, là nó thiệt chứ quý vị nghe ha, để biến chuyển thiên cơ rất gấp, cùng biến chuyển thiên cơ rất gấp ha. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hôm nay thì tôi nói với quý vị cũng hoan hỷ vui vẻ, mình cùng nhau tiến tu để cho mình được giải thoát. Chứ nói mà tới việc rồi ha, là chừng nào để đến chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Nếu mà nó nổ một cái là mình không có thể nào mình xoay sở kịp đâu. Nha, chỉ có mấy điều là nhắn nhở với anh em YouTube thôi, còn huynh đệ nếu có hỏi gì thì xin hỏi đi để tôi nói thêm. Dạ, thì xin hỏi đệ, thì cái nghe đệ nói hồi nãy là cái nước gì sập? Như tôi bữa đó đi bệnh, tôi bệnh đang bệnh cơ, bệnh thể nó bệnh dữ lắm, là nó đi cầu chùa, nó qua cầu chùa để mà qua bên Chợ Mới chích thuốc. Như tôi đi thấy trong mình nó cũng mệt mỏi lắm, mình đang chạy xe vậy thấy bà bán đồ mũ á, bà đẩy ngang cái cầu, bà đẩy không nổi, bà ngồi đó bà chờ người để tết tới để đẩy tiếp á. Cái tôi mới thấy vậy thôi đi kệ, bữa nay hôm nay dù có chết cũng là cái dị nghĩa trong thân. Thấy trong mình nó mệt mỏi quá nhưng mà cũng phải phóng xuống đẩy, đẩy rồi nó thiệt chứ thở không nổi, nhưng mà cũng ngồi nghỉ một chút là tự nhiên nó qua. Tôi nói nếu mà có chết lúc này thì cũng được rồi, mình đã làm được một việc tốt rồi, giúp được mọi người là mình chết cũng quý, chứ để mà làm tào lao mà chết thì kiếp sau nó uổng. Thì tôi thấy ở ngoài kia đó, nó sụp đất nó chết như vậy đó, là tôi thấy bất an, là sao thấy người ta khổ quá mình không yên, thấy biển khổ đau an lòng đặng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh, là lời của Đức Thầy đó quý vị. Mình cũng phải, thí dụ như thấy trên đường ta làm cái gì đó tức là không có nổi, hay là nhờ sức giúp, nhờ cái sức người để tiếp đó, mình phải hết lòng để tiếp, chứ để sau này đó mình qua cơ hội đó mình làm khó khăn lắm, mà không có chuyện để làm. Cũng như hồi xưa ông Bác Hai Duy Sanh có câu chuyện kể, là có ông Đạo, ông mới nói với Bác Hai, đó là tôi đã bỏ qua một việc. Bác Hai Duy Sanh đó, ông bỏ qua một cái việc lành. Ông kể lại, ông nói tôi đang niệm Phật ở trên gác, mà giấc đó nửa đêm, nhà sát mấy đường đó, có vị đó là chạy xe đạp mà bánh xe nó xẹp và chạy không có được nữa. Mà ông than, ông nói là giấc này phải có ai mà cho mượn cái ống bơm, thiệt tình để mừng. Giấc đó trời đêm khuya đó, giấc đó hồi xưa đâu phải như bây giờ, đèn đâu có điện đuốc gì đâu tới hù à. Vậy cái ổng nói là tính khỏi bỏ niệm Phật để mà xuống dưới cho ta mượn, nhưng mà sợ lỡ cái niệm Phật cho nên ráng ngồi luôn chứ bỏ cho ổng đi qua luôn. Ổng nói là bỏ đó là bỏ một cơ hội tốt. Thí dụ cho mượn cái ống bơm, bơm giùm ta đi, giờ lên đó từ đó tới sáng muốn niệm nhiều niệm không đã sao, để giấc này mình qua rồi sao làm lại được. Là tôi thấy ở bên kia nó đau khổ, nó bị sụp đất nó chết vậy đó, tự nhiên thấy cõi lòng như là nó có cái chút gì khởi lên cái đau buồn vậy thôi. Chứ tôi thì đâu phải Phật đâu mà cái tánh từ bi lớn đâu, nhưng mà thấy nó đau khổ là mình thấy cũng bất an vậy thôi. Rồi hỏi đồng đạo, giờ có những cảnh khổ mà Đức Thầy nói là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu, nay tặng diệt lập đời trở lại, xin hỏi đồng đạo cái đó là cái vụ đó như Thầy nói gì là có không? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Như vậy là
Là câu đầu nãy là Bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Là từ xưa đến nay như thời các Đức Phật ra đời tới bây giờ luôn là nuôi dưỡng chất chiêu đó quý vị. Vì chúng sanh mà Đức Phật với các vị tổ vị thầy mới lên xuống liên tục để mà đi vô hóa chúng sanh, để cho nó thoát thì cái khỏi sanh tử. Là bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu là mà hồi xưa nay là nói chung là cũng các vị thánh vị Phật xuống để mà giáo hóa, để giúp đỡ cho dân chúng. Nay tặng diệt lập đời trở lại, tặng có nghĩa là hết, tặng có nghĩa là diệt hết, tặng diệt có nghĩa là diệt hết á, chứ không có chừa một cái mạng nào hết. Nhưng mà chừa là chừa những người tu, những người có cái đức, những người mà có ăn chay niệm Phật làm lành giữ giới, những người hiền có hiếu với cha mẹ, những người nó còn sống lại. Nó tặng diệt chứ cũng còn cái gì đó nha, chứ không phải là diệt hết nha. Nếu diệt hết thì người tu cũng chết hết, tiêu hết thì còn gì. Bởi vì là thấy biển khổ đau an lòng đặng nó xong thì ra cứu vớt sanh linh. Như mình là có cái, đúng ra là mình phải tiêu diệt hồi năm Bính Tý rồi, ngày tiêu diệt hồi năm Bính Tý, đến năm nơi nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm máu đều, sao trần thế không lo chẳng lụy, để đến việc gian lưng mà chịu đó. Hồi năm Bính Tý năm 1936 là đáng lẽ ra là tiêu diệt, là cỡ đó bệnh dịch chết dữ dằn lắm. Nếu người người xưa, người sống ở đó mà tới bây giờ còn sống là những người đó kể lại mới nói là nhớ qua hồi lúc đời đường, hiền thần nhân quý người lương ẩn mình, tủ thiên còn giấu tại dinh, chờ ngày mãn hạn phép linh ban rài, giảng kinh độc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rài gặp ta, sát trần để lại làng hòa, lời thăm bốn thía khuya ngọc tòa ta lui, âm dương cách trở xa xuôi, nhắn cùng bá tánh chớ nguôi tất lòng. Nhớ qua hồi lúc đời đường là sao? Là cái thời của vua Đường á, có Tiết Như Quý. Nhưng mà ông Trần Ngộ Không đó, ông nói á, ông là quân sư cho vua Đường. Ông nói là sau này là bệ hạ là có một vị là tướng tài bảo hộ bệ hạ, thì đánh Chinh Đông là không có ai đánh lại được. Là cái giang sơn của bệ hạ sẽ giữ như bàn thập, không có ai quánh lợi người này, người này giỏi. Và cái vua Đường mới hỏi là chừng nào người ấy mới xuất hiện. Nói là bây giờ là chưa có nói được, nhưng mà tôi biết là vậy đó, là tôi ao vua Đường nằm mộng là thấy thấy ông thần ông cho bốn câu thơ á. Ông nói gia trụ diêu diêu nhất điểm hồng, thiêu thiêu tứ hạ ảnh vô tông, tam tế hài đồng thiên lượng giá, bảo dương khóa hải thứ Chinh Đông. Là có nghĩa là gia chủ là nhà ở, diêu diêu nhất điểm hồng là cái chỗ mặt hướng đông mặt trời mọc, thiêu thiêu tứ hạ ảnh vô tông là bốn mùa là đều có tiết rơi, là cái chỗ đó là ta lấy chữ tiết, là nhân là người, quý là người, là người quý. Là cái tên của ổng là tam tế hài đồng thiên lượng giá, là có nghĩa là người đó còn nhỏ, nhưng mà giá thiên lượng giá là giá đáng ngàn vàng, người đó tài, là lấy chữ quý. Là có nghĩa là người này tên là Tiết Nhân Quý đó, là dịch ra là bốn câu thơ của ông thần ổng cho ông vua Đường á, là người này là tên Tiết Nhân Quý. Nhưng mà nhà ổng ở hướng đông nó biết luôn, nhưng mà không chỉ ông Tiết Nhân Quý. Vậy nếu chỉ là biết trước là ta giết ổng liền, mấy phản thần nó đẩy ổng trước liền. Bắt đầu cái chừng nào vua Đường bị thằng cấp cô văn á, nó vượt nó đánh ra biển á, nó kêu cắt đất chia hai đó, là kêu lấy chiếc bào ra, là lấy máu ra, là làm bật để giết, là để mà cắt đất chia hai cái nước vua Đường á. Bắt đầu cái là ông mới vừa cắt đất chia hai ha, mới vừa cắn bóng tay để mà sửa sạn giết á, là ông ngước mặt lên trời, ông vua Đường ông ngước mặt lên trời, ông nói vậy là đời của ta tới đây là hết rồi. Bắt đầu ổng mới khóc, nước mắt ổng rớt xuống là có tới liền là Tiết Như Quý. Ổng cầm cái con ngựa là ổng bay lại quánh với cấp vua Văn, là quánh cô cấp vua Văn ọc máu luôn, là bắt đầu mới cứu vô Đường được. Giác đó là mới lộ ra ý Đức Thầy nhắc tới chuyện này là sao, chừng nào mà mình mà chết chóc ha, mà chừng nào mà chôn không kịp, có nghĩa là không có ai mà cừ nổi chứ, là ai cũng đều khóc chân, Đức Thầy mới về. Là cũng giống như ông vua Đường vậy đó, không lúc nào mà còn cừ được là chưa về nha, là Tiết Như Quý chưa ra mặt. Nhưng mà chừng nào mình chết chóc
quá nhiều, đau khổ quá nhiều, là chết chung không kịp, là Đức Thầy ổng mới nói ổng mới về để ổng cứu tín đồ. Cứu tín đồ xong bắt đầu cái là ổng phải đi một thời gian đó, trong 7 ngày cho năm chèo trả quả nữa. Rồi bắt đầu mới tới là ngũ hành biến chất, là giấc đó là ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đất chặt thay, nhìn xem bắt thảm ngày rài cho dân. Những người còn được sát thân thì là đài ngọc cát lăng mới kề. Thì quý vị nếu mà có hỏi gì thêm thì cho nói thêm. Xin hỏi đệ là vì Đức Thầy cũng cho biết là cái cảnh thiên cơ biến đổi can qua gẫm trong thế giới còn đôi ba phần đó, thiên cơ biến đổi can qua mà biến đổi như sao, nhờ đề để chia sẻ thêm cái phần đó. Tôi nói ba ông đó mà ông tự nghinh cờ bạc thôi, tôi nói là nếu mà nó nhập lại cái thằng Mỹ là mơ đồng minh nó quýnh không lợi nó chứ đâu phải giỡn đâu. Hạt nhân của nó gì đâu dễ đẩy cho nó quýnh, là nhắc đó là bao nhiêu câu hai, nó là cả một luồng gió độc cả làng chết ngay. Là nữa mà nguyên tử nó quánh xuống ha, là một luồng gió độc là nó bay qua tới đâu là chết tới đó, bay qua chết tới đó. Nhất đó là những loại cây gai nè, gai quào vô cũng chết nữa. Bởi vì nói cho bà con, những người xem ở trên mạng để nghe, để mình biết cách để trốn tránh, để tu hành. Chớ tôi thì học giảng kinh cũng kém cỏi chứ không phải hay ho gì, nhưng mà cũng phải lên nói vài lời. Nhất là anh em YouTube đừng có quay mấy cái đồng bóng ông lên bà xuống, dị đoan mê tín. Mấy cái đó cái gì mà truyền ra ha, người ta coi người ta nghe theo, nói là như vậy là đúng, như vậy là sai ha. Tôi nói quý vị nghe, nếu mà người ta nghe theo là quý vị mang cái tội lớn lắm. Thà nói vậy, tôi nói với mấy anh em ngồi ở đây với anh em trên YouTube, thí dụ như tôi nói một người nào ở sớm, một hai người nghe thì có không đến đổi, mà YouTube này nó nhiều người nghe đó. Về bắt đầu cái người ta nghe người ta tu thì tốt, mà người ta nghe người ta làm theo mấy cái dị đoan mê tín, nó theo cái tà đạo nó mang tội lớn, sau này là mệt lắm ạ. Nên nhắn nhủ với quý vị thôi, với tôi thì những gì tôi biết là chỉ có một giọt nhỏ thôi, những gì chưa biết là cả đại Tây Dương là. Nhưng mà cũng phải nói vài lời để bên bản bên Tây, bên Thổ Nhĩ Kỳ nó chết vậy đó. Thấy nó cũng không an lòng, thấy như mọi người chết là thấy mình có lòng nó cũng bất an lắm quý vị. Như người ta chết là thấy như người ta mình cũng chung ở trái đất với người ta, mà sao thấy người ta khổ quá vậy. Tôi đợt đó tôi nằm ngủ, nằm chim bao á, tôi gặp tự nhiên tôi đi ra đường á, tôi không thấy một bóng người, thấy gì đâu mà chết hết trơn. Tôi nói là chết như vậy rồi còn mình bọc tôi cũng sống để làm gì nữa. Nếu mà ai cũng chết trơn thì tôi chết tôi sống để làm gì. Giờ bắt đầu tôi mới ngồi niệm Phật để cho nó đói cho nó chết luôn á, chứ không có sống nữa, bị ai cũng chết trơn rồi để sống làm gì nữa. Là tôi ngồi niệm Phật một hồi lâu, cái thấy một 5-7 người đi ngang, mà 5-7 người đó là mặc đồ đạo, rồi những người ta thấy cái mặt lương hiền lắm. Cái tôi nói những người này chắc tu hiền im nè, cái gì mới còn sống được. Cái tôi mới nói, tôi hỏi quý vị là bây giờ đi đâu ạ? Nó đi lên chợn, là chỉ lên tổ đình á. Đi lên chợn. Tôi nói vậy thì cho tôi có gian cái được không? Nhưng mà nào nói nghe, cái khả năng tôi lúc đó tu còn kém hay sao mà muốn đi mà đi không được đó quý vị. Chứ đâu phải dễ. Bởi vì 10 phần mắt 7 còn 3 ha, mắt 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Bây giờ còn có 1 là tôi chưa chắc gì tôi đi lên Đức Thầy gặp Đức Thầy được. Đó thiệt luôn đó. Cho nên nói ai tôi chưa chắc luôn. Là nếu mà niệm Phật á, là liên tục á, thì có cửa. Chứ nếu mà tu giải đãi là mơ không được rồi. Nhưng mà nói với quý vị nghe là cái đời này cũng cùng cực rồi. Nó đau khổ tới nơi rồi. Mằng thì cũng vẫn mằng, ăn thì cũng vẫn ăn vậy thôi. Nhưng mà cũng phải cố gắng lo cúng lại tu hành để mà và diễn kiến bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc thử sự Thái Bình. Mình phải lên cuộc đời đó để mình sống, chứ để khổ lắm quý vị. Rồi, để kết thúc cái đề tài hôm nay thì hỏi đệ giờ cái cảnh diễn biến gì đó, giờ mình cần nên niệm Phật gấp hay không?
để cho bà con người ta cố gắng lên. Vì Đức Thầy nói là cái đoạn này là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng có như không. Cũng như để chia sẻ cho bà con mình là tất cả anh em đây chung luôn. Nói thiệt chứ quý vị là ông cầu hai thanh sĩ cho nó khỏi cảnh này. Ông cầu hai thanh sĩ nói là 84.000 pháp vào thời kỳ mà kiếp dễ tu có một môn, niệm A Di Đà Phật mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành đủ sanh về Phật quốc. Là thưa quý vị, lời đời này chỉ có môn niệm Phật thôi, là không có nói dông dài gì nữa, không có nói đây nói đó, cũng không có nói tam tàu bắt đầu gì nữa. Tôi nói ba ông đó mà ông cần nghinh cờ bạc thôi, tôi nói là nếu mà nó nhập lại cái thằng Mỹ lơ mơ đồng minh nó quýnh không lợi nó chứ đâu phải giỡn đâu. Hạt nhân của nó gì đâu dãy đậy cho nó quýnh là nhắc đó là bao nhiêu câu hai, nó là cả một luồng gió độc cả làng chết ngay, là nữa mà nguyên tử nó quánh xuống ha, là một luồng gió độc là nó bay qua tới đâu là chết tới đó, bay qua chết tới đó. Nhắc đó là những loại cây gai nè, gai quào vô cũng chết nữa. Bởi vì nói cho bà con, những người xem ở trên mạng để nghe, để mình biết cách để trốn tránh, để tu hành. Chớ tu thì học giảng kinh thì cũng kém cỏi chứ không phải hay ho gì, nhưng mà cũng phải lên nói vài lời. Nhất là anh em YouTube, đừng có quay mấy cái đồng bóng, ông lên bà xuống, dị đoan mê tín. Mấy cái đó, cái gì mà truyền ra, người ta coi, người ta nghe theo, nói là như vậy là đúng, như vậy là sai ha. Tôi nói quý vị nghe, nếu mà ta nghe theo là quý vị mang cái tội lớn lắm. Thà nói vậy, tôi nói mấy như anh em ngồi ở đây với anh em trên YouTube, thí dụ như tôi nói một người nào ở sớm một hai người nghe thì có không đến đổi, mà YouTube này nó nhiều người nghe đó. Về bắt đầu cái người ta nghe người ta tu thì tốt, mà người ta nghe người ta làm theo mấy cái dị đoan mê tín, nó theo cái tà đạo nó mang tội lớn, sau này là mệt lắm á. Nên nhắn nhủ với quý vị thôi, với tôi thì những gì tôi biết là chỉ có một giọt nhỏ thôi, những gì chưa biết là cả đại tây dương. Là nhưng mà cũng phải nói vài lời để bên bển, bên tây, bên Thổ Nhĩ Kỳ nó chết vậy đó, thấy nó cũng không an lòng, thấy như mọi người chết là thấy mình có lòng nó cũng bất an lắm quý vị. Như người ta chết là thấy như người ta mình cũng chung ở trái đất với người ta, mà sao thấy người ta khổ quá vậy. Tôi đợt đó tôi nằm ngủ, nằm chim bao á, tôi gặp tự nhiên tôi đi ra đường á, tôi không thấy một bóng người, thấy gì đâu mà chết hết trơn. Tôi nói là chết như vậy rồi còn mình bọc tôi cũng sống để làm gì nữa, nếu mà ai cũng chết trơn thì tôi chết tôi sống để làm gì. Giờ bắt đầu tôi mới ngồi niệm Phật để cho nó đói cho nó chết luôn á, chứ không có sống nữa, bị ai cũng chết trơn rồi để sống làm gì nữa. Là tôi ngồi niệm Phật một hồi lâu, cái thấy một năm bảy người đi ngang, mà năm bảy người đó là mặc đồ đạo, rồi những người ta thấy cái mặt lương hiền lắm. Cái tôi nói những người này chắc tu hiền im nè, có gì có còn sống được. Cái tôi mới nói, tôi hỏi quý vị là bây giờ đi đâu ạ? Nó đi lên chợ, là chỉ lên tổ đình đó. Đi lên chợ. Tôi nói vậy thì cho tôi có gian cái được không? Nhưng mà nào nó nghe nha, cái khả năng tôi lúc đó tu còn kém hay sao mà muốn đi mà đi không được đó quý vị. Chứ đâu phải dễ. Bởi vì 10 phần mắt 7 còn 3 ha, mắt 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Bây giờ còn có 1 là tôi chưa chắc gì tôi đi lên Đức Thầy gặp Đức Thầy được. Đó thiệt luôn đó. Nó ai tôi chưa chắc luôn. Là nếu mà niệm Phật á, là liên tục á, thì có cửa. Chứ nếu mà tu giải đãi là mơ không được đó. Nhưng mà nói với quý vị nghe nè, cái đời này cũng cùng cực rồi. Nó đau khổ tới nơi rồi. Mằng thì cũng vẫn mằng, ăn thì cũng vẫn ăn vậy thôi, nhưng mà cũng phải cố gắng lo cúng lại tu hành để mà diễn kiến bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc thủ sự Thái Bình, mình phải lên cuộc đời đó để mình sống, chứ để khổ lắm quý vị. Rồi. Để kết thúc cái đề tài hôm nay thì hỏi đại giờ cái cảnh diễn biến gì đó, giờ mình cần nên niệm Phật gấp hay không để cho bà con người ta cố gắng lên. Vì Đức Thầy nói là cái đoạn này là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng có như không. Cũng như để chia sẻ cho bà con mình là tất cả anh em đây chung luôn. Nói thiệt chứ quý vị là
Ông cầu hai thanh sĩ cho nó khỏi cảnh này. Ông cầu hai thanh sĩ nói là 84.000 pháp vào thời kỳ mà kiếp dễ tu có một môn, niệm A Di Đà Phật mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành đủ sanh về Phật quốc. Là thưa quý vị, lời đời này chỉ có môn niệm Phật thôi, là không có nói dông dài gì nữa, không có nói đây nói đó, cũng không có nói tam tàu bắt đầu gì nữa, nắm sát ở đó mà niệm như vậy, niệm hoài không buông là sẽ tới hội Long Hoa, là bảo đảm là được. Bởi vì Đức Thầy nói là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Bởi vì nếu mà lòng sáu chữ mình niệm hoài ha, niệm Phật mình niệm hoài thì bảo đảm là nạn tai gì cũng qua được, là chắc chắn sẽ tới hội Long Hoa được, vô gặp Phật gặp thầy, vô bốn tẻ là như là được. Chứ để mà sấm nổ mà ha, là giấc đó đê mê bất tỉnh là ngũ hành biến chất, là giấc đó quý vị muốn niệm Phật cũng không biết, rồi niệm giấc đó mê man hết sao niệm được. Giấc đó là chỉ còn cái dư âm của trong mình hàng ngày mình tu á, cái phước âm đức của mình còn thì dư âm đó lại là trên trán có làn điển quang, thì Phật mới đưa vào bốn tẻ để bắt đầu dưới nước tịnh bình cho tỉnh lại, bắt đầu mới xem đời. Giấc đó xem để mà ngũ hành biết chắc xong, bắt đầu cái tới Ngũ Long công chúa ra quánh để nó chiếm đền vàng, rồi các tiên ra đánh ha, Phật ra thâu, giấc đó mới quánh đó. Bởi vậy cải lương tuồng ấy củ mềm đó, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn, nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo mã thêm nhân cho đời, nửa sau tới việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Đó, tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu, Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Dạ, xin thưa quý vị là hôm nay cũng tâm sự cùng quý vị chút đỉnh vậy thôi. Cái tặng đáy lòng thì nghĩ sao nói vậy, chứ không phải không có ai cũng không có ích lợi gì trên đây, ăn uống gì ở đây không có gì để mà chia sẻ chút đỉnh giáo lý của Phật của thầy. Chứ nếu mà quý vị mà thấy như người này nói không có hợp duyên thì cứ lách qua bên chứ khỏi có vô coi. Còn nếu mà thấy nó hợp duyên thì mình để lòng để gián niệm Phật, để chúng ta tiến lên trên con đường đại hội Long Hoa chầu Phật, chứ để biến chuyển cùng biến chuyển thiên, cùng biến chuyển kỳ này rất dữ, chứ không như thường sự bấy lâu, đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu với người, là hết địa cầu nữa thay đổi hết luôn, chứ không còn như hồi xưa nữa, như là lâu lâu có cái đền đài nó sập xuống thì không có, bây giờ tiêu hết. Thấy đợt rồi đó đại, là nghe nói khắp thế giới khí trời mù mịt lộ không người, nhà bích ngõ ra khắp thế Bắc Nam đó. Cái đó là cái bở hởm chỉ thị 16 nè, nó chưa, cái đó là nó mới chỉ nhá vô thôi, chứ đúng ra cái câu này của ông câu hai thân sĩ nói ha, khắp Bắc Nam khí trời mù mịt lộ không người, nhà bích ngõ ra, là bảo đảm quý vị là y rang câu nói đó, không một bóng người ra đường luôn. Là tôi là nằm chưa bao mà tôi thấy cái cảnh đó ha, mà tôi bước ra đường tôi thấy không có một người nào hết trơn ha, mà thấy cái bằng nhà không có một người nào ở, nhà không người ở, ruộng thời vô canh, ruộng thời bỏ hoang luôn đó. Thì tới đó thử rồi mới biết. Bây giờ Đức Thầy nói câu là thiền chúng nó thẳng bờm chạy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò khoan đó. Tu mà ham cho được giàu sang giới quyền tước là tu giới thế, những hạng đó là cũng là giới thế đó, chứ không phải tu hành gì đó. Thì hôm nay cũng xin nói với quý vị một vài điều. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc ngôn giảng luôn đi. Bấy nhiêu điều xét xem nhân trùng tạo, để dùm cho thấu đến thiên cung, còn nhiều điều gớm ghiếc hãi hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tố. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giới được ban khen. Phần sĩ tăng tay trong miệng kèn, giác thiện tính chẳng hơn đền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đúc từ bi rồi khắp cả nhân gian.
bể trầm luân khô cạn sáu đàn. Tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh.